kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mát vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên, dặm tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, thượng hoa sen lúc xưa buồn răng kim chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai lộng vui chưa chân. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn lên mong, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Bộ sản phẩm mà các bác được nhìn thấy trong khung hình video đây là một trong những sản phẩm mà cách đây một năm trước ở Thanh Tâm Audio, với cái số lượng về hàng rất là nhiều và bán rất là chạy. Về cái sản phẩm này thì cũng là một cái câu chuyện rất là buồn muốn chia sẻ với các bác. Đó là cái thời điểm khoảng tháng 10 năm 2020 thì em có đặt bên Nhật là 10 bộ sản phẩm Sansui 500BT như các bác đang nhìn thấy đây, để về phục vụ trong cái Tết năm 2021. Tuy nhiên thì do cái vận chuyển nó bị trục trặc một chút với cái lô hàng về cùng cái lô hàng của bên em với những sản phẩm khác mà bị hải quan người ta thu giữ lại. Và tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã sắp đến Tết năm 2022 rồi. Nhưng những cái sản phẩm đó của bên em vẫn chưa được thông quan ra. Và trong cái năm vừa rồi thì rất là nhiều bác có quan tâm tới cái thiết bị này và muốn mua cái sản phẩm này. Thì trong năm vừa rồi thì em chỉ duy nhất em đặt cho một anh khách rất là chịu chi với mức giá là 15 triệu. Mức giá là 15 triệu hàng bay về luôn để anh có thể khai thác sử dụng. Còn cái lô hàng mà đang bị kẹt thì chưa ra được và cũng không dám khẳng định 100% với các bác, đó là Tết năm nay có được thông quan để có thể cung cấp cho các bác cái sản phẩm đó. Thì cái bộ sản phẩm Sansui 500BT là cái phiên bản nâng cấp của cái phiên bản 300BT của thương hiệu Sansui Japan, với cái ampli khuếch đại bóng đèn, với sở hữu một cái chất âm trôi nhập vàng rất là hay, vượt qua được tất cả những sản phẩm của Tích để trở thành dàn mini nghe nhạc vàng hay nhất trong cái giới dàn đến từ thị trường Nhật. Đây là cái phiên bản nâng cấp của 500BT, của cái phiên bản 300BT với khả năng giải mã từ Smart TV với ngõ vào Optical như các bác đã được nghe Trường Vũ. Và bộ sản phẩm này thì Thanh Tâm Audio bán với mức giá là 13.500.000 nếu mà hàng mới nguyên thùng như cái thời điểm cùng kỳ năm kia. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì về được một bộ xuất sắc nhưng lại có một cái điểm rất là khiếm khuyết trên cái sản phẩm này, và em cũng sẽ làm một cái clip siêu ọp luôn cái bộ sản phẩm này. Bộ này thì sẽ có một cái nhược điểm, đó là cái khay đĩa không chạy ra được. Có nghĩa là bên em cũng đã có nhờ những bên kỹ thuật kiểm tra giúp cho cái phần cơ đĩa của con 500BT này, nhưng mà các bên báo là không có phương án khắc phục. Và hiện tại trong cái phần hộp đĩa vẫn đang kẹt một cái đĩa của người Nhật, người ta nghe và nghĩ rằng cái
cái lỗi này là do quá trình vận chuyển về thôi, tại vì cái mức giá của bộ sản phẩm này em mua bên Nhật cũng tương đối cao. Bộ này thì sẽ hòa với mức giá là 10 triệu các bác nhé. Có những cái tính năng như là Optical, Bluetooth, USB, FM đầy đủ hết. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết của cái bộ này để các bác cùng nắm bắt được một bộ 500BT ngày hôm nay sale off mức giá là 10 triệu như thế nào. Hàng về cũng rất là đẹp, ampli cũng như là loa đầy đủ e căng hết như mới, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Các bác có thể nhìn thấy đây là phần e căng của loa. Nói chung là góc cạnh thì không có xước răm gì cả, cấn cạnh thì càng không. Đó. Đây là chiếc đầu máy ampli 500BT, thiết kế đã khác hoàn toàn so với 300 rồi. Và đây là cặp loa Buxell của cái hệ thống dàn máy này. Cái ưu điểm của cái dòng loa Buxell này đó là cái màng giấy và chép dôm chơi nhạc vàng cực hay luôn, vượt tất cả các sản phẩm cổ tích. Và cái hệ thống ma trận thoát hơi của loa 500BT thì được làm phía trước. Đây là phía trước của ampli 500BT. Các bác có thể liên tưởng tới những thiết bị của Luxman. Và đây chắc chắn là em nghĩ rằng với cái dòng L38U ấy, thì em nghĩ là cái thiết kế này được copy từ cái những cái sản phẩm của Luxman với vỏ gỗ bên ngoài, nhôm phay bên trong. Khoan hẳn nói về cái mặt trước, chúng ta cùng đi vào cái phía trên xuống của máy. Các bác có một cái chiều hậu sâu của máy rất là ngắn, khoảng 22cm, loa cũng như thế. Vậy thì cái câu chuyện chúng ta đã bắt đầu đến đây thì em cũng có một khách hàng đang rất là quan tâm tới một bộ sản phẩm để đặt trên cái kệ TV đời mới của những cái hệ thống nội thất đời mới. Cái hệ thống nội thất đời mới khi mà chúng ta thiết kế và chúng ta khai thác đưa vào sử dụng ấy, nó có một cái nhược điểm mà các bác sẽ dễ dàng nhận thấy khi mà các bác mua bộ dàn âm thanh về, đó là cái chiều sâu của kệ. Cái chiều sâu của một cái kệ tủ thường sẽ không đáp ứng được cho một dàn máy ampli hoặc CD dân dụng. Với cái chiều sâu khoảng 30-35cm cả phủ bì cọc loa thì thường chúng ta đặt sẽ bị rồ ra ngoài. Đó, cho nên là những cái hệ thống tủ kệ ở chung cư ấy mà thiết kế các bác phải tuyệt đối lưu ý cái vấn đề này. Và đây là một trong những cái giải pháp mà em cũng đã đưa ra cho một anh khách của Thanh Tâm Audio từ khoảng nửa năm nay. Và anh cũng đã đợi hàng về rất là nhiều, tuy nhiên thì thời điểm hiện tại vẫn chưa có cái thông tin về hàng ra. Ngày hôm nay thì chỉ về được một bộ nhưng mà nó lại đen một cái là cơ đĩa nó không sử dụng được. Đó, với cái kích thước chiều sâu khoảng 20cm như này và chúng ta phủ bì cả cọc loa đây thì khoảng 22cm thì sẽ vừa vắn với tất cả những dòng kệ mà thiết kế khoảng 30. Và đặc biệt là dòng loa này nó là ma trận thoát hơi phía trước, vì thế khi các bác đặt loa sát tường cũng không sao cả, không bị cộng hưởng bass, không bị ù. Đó. Rồi, đây là phía trên của ampli 500BT. Chúng ta sẽ có cái thông tin là Hi-Fi, Wick, View, Preamp. Đó. Phía sau của 500BT chúng ta sẽ có nguồn vào này, cầu ra loa này, rồi anten của FM. Được làm một cái anten rất là cổ điển, truyền thống, bắt sóng rất là mạnh. Sẽ có một đường USB phía sau, một đường analog in và một đường phono in, giải mã tín hiệu từ TV. Công suất của loa là 80W trở kháng 4 ohm, cũng được thiết kế dạng cầu loa bắp chuối. Tuy nhiên khi mà chúng ta khai thác cái hệ thống này thì chúng ta không nên lắp bắp chuối. Tại vì lắp bắp chuối vào lại mất khoảng 3-5cm nữa. Nên là cái phủ bì sát tường nếu mà bác nào gần thì nó sẽ không phù hợp. Ok, đấy là về cái kích thước rồi cái hình thức các bác nhé. Tính năng thì như em đã chia sẻ với các bác thì bộ này thì cũng đầy đủ. Ngoài cái khả năng chơi CD ra thì bộ này cũng đầy đủ từ giải mã từ TV này. Rồi kết nối chơi nhạc từ Bluetooth. Cũng như là có cả USB hỗ trợ nhận định dạng nhạc Wave các bạn. Đầy đủ hết. Và đặc biệt có cả FM lên tới tần số 1.8 nữa. Cái thiết kế ở phía trước của 500BT như các bác nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút đổi đường vào này, nút tăng bass, tăng chép, tăng âm lượng. Bên này sẽ có ra đĩa, play, stop, tiến và lùi bài. Tuy nhiên cái tính năng này là tính năng không thể sử dụng được tại vì cơ nó sẽ không chạy đâu. Ở đây là màn hình hiển thị cái sổ chơi và nhìn phía sâu bên trong các bác sẽ nhìn thấy hai cái bóng đèn với thông tin bóng là 12AX7 các bác nhé. Đó. Xuất âm bóng, trợ âm cực ngọt ngào. Và hệ thống này thì như em đã chia sẻ với các bác thì là hai cái bộ sản phẩm duy nhất mà chơi nhạc trữ tình, dòng nhạc trữ tình ở Việt Nam là vượt qua được những sản phẩm của Tích. Đó. Em sẽ thử cho các bác chơi thử cái tính năng từ CD nhá. Từ CD này. Vẫn đang bị kẹp một cái đĩa của người Nhật ở phía trong. Và không phải là nó mắt nó lỗi mà cái bộ cơ nó không ra được.
có ô tô. Anata o omou to tada setsunakute namida o nagashite wa hoshi ni negai wo tsuki ni inori wo sasage Kedo ima wa anata e no ai koso ga watashi no bureito. Chúng ta sẽ quay về chế độ giải mã từ Smart TV này. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mùng thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu tình duyên đã lỡ rồi. Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về COVID-19. Dẫu cách xa nghìn
đêm sương giăng trắng. Như chim trời anh đi xa vắng, em có thành sao sáng yêu đương, xin lá rừng khép nép vai anh. Với cái nhu cầu nghe nhạc của các bác mà không cần tới khả năng chơi nhạc từ CD ấy, thì đây vẫn là một trong những cái hệ thống nghe nhạc Bolero nhức nát và đỉnh cao nhất trong cái phân khúc trên dưới 10 triệu. Bộ sản phẩm 500BT với mức giá là 10 triệu, bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.